xong rồi sao? Tái xong cứng không? Coi là cứng không? Nhìn nó sao? Hơi hơi cứng cứng không? Dạ dạ. Cái phần này layer thì quan trọng cách gì? Quan trọng cách gì? Các bạn thấy một tấm layer nên cách gì rất là quan trọng. Thì kia cái layer cái mặt cần có là một cái đường phải có ai sẽ thêm một chút như thế này. Cái cách của chút nó sẽ ăn tóc và mình không khóc. Dạ. Thì những cái phần này nó đúng tại rất là dần. Bây giờ sẽ tia cái tóc lại. Bạn chỉ cần chia sẻ như thế này. Phần này nó hơi mất tóc nên mình sẽ chuốt không. Trong này nó có 4 tép, thì một tép chuốt, một tép bó, một tép chuốt. Và độ chuốt thì sẽ là 10 cm như cái lược. Cái lược này cũng là 20 cm. Mình làm cho nó mềm sạch, mềm cái ngọn tóc ra một xíu. Này cũng vậy, dưới này chỗ này không được nhé. Chỗ này tóc cũng đã gì? Mỏng rồi. Chỗ nào mỏng thì chừa ra. Phần này nó sẽ gì? Các bạn nhìn thấy nó sẽ gì? Nhẹ nhàng hơn đúng không? Nó không dày, nó không cục quá. Làm mềm ở trong thôi. Tại vì khi mình tia lớp ngoài như thế này thì nó đẹp. Nhưng mà khi khách hàng cọt lên thì chắc chắn cái chỗ nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị rớt xuống tại vì mình cắt bó cái phần ngọn tiêu rồi, đúng không? Thì cọt lên chắc chắn nó sẽ rớt như thế này. Nên mình cái lớp ngoài này mình bắt buộc mình phải chừa ra. Mình tia bên trong thì có lớp ngoài này nó đỡ, nó bọc lại. Khi cọt lên thì nó vẫn phồng lên được. Đó là cái ứng dụng. Thì mình mới tiến cho nó đều. Bây giờ chúng mình cứ tiến trung 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 là không được. Cái bảng tiến đúng như thế này á thì nhà khách hàng của đầu á người ta sẽ cạnh cua lên là nó đã ra nét rồi. Nó sẽ nét mong. Tại vì tùy vào khuôn mặt á. Ví dụ như khuôn mặt khách hàng là mình khi nó tròn quá mình cắt cái phần này nè. Thầy muốn cái tóc này nó tạo độ phồng nhiều nên thầy sẽ ngắt cái nó một xíu. Còn những cái khuôn mặt mà tóc mà dài á thì các bạn cứ cắt theo cái điểm giống như cái bài mà thầy chỉ là cắt được theo. Mình nói chung là cắt thì là cắt lung tung hết, là tại vì cái theo khuôn mặt khách hàng chứ không phải là với lại cái phong dáng của cái người khách hàng chứ không phải cắt theo của bạn khách hàng đó. Nhưng mà cái căn bản là bạn phải nắm vững thì bạn mới thiết kế được.